Hello hello anh em ơi, mình là Quyền DZ đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip thử thách bản thân mình, đó là đi 2 cân 4. 2 cân 4 là bình thường đó nha. Đây 2 cân 4 leo ránh đài kiện tướng 12 anh em à. Anh em hãy theo chân mình nha. Ái da, nhảy thanh niên bộ lão ha. Lạc nó vào sấp mặt rồi đừng ngồi đó mà nhảy nha. Thôi anh em ta vào trận thôi anh em ơi, let's go. Và hôm nay là ngày cuối cùng của mùa ránh 23 nha. Hôm nay ta quay bánh sạc thôi anh em ơi. Let's go. À, thanh niên, có thanh niên sân này, một thanh niên sân này. Thầy vô cực 11 nữa. À, anh ta đã nhận ra tôi rồi nha. Có một số người đã nhận ra tôi rồi nha. Chắc có lẽ những anh em này xem TikTok nên nhận ra tôi rồi nha. Anh em nào xem video thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe nha. Để mình có động lực, mình làm những video hay cho anh em xem sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Bên cạnh đó thì anh em sẽ giải trí và học hỏi kinh nghiệm chạy bó để mùa sau anh em leo tục 100 luôn, như mình không học được cái này thì mình học được cái kia. Thôi chơi khô máu luôn anh em ơi. Hôm nay mình đi 2 cân 4 nên mình sẽ bắn cẩn thận hơn anh em nha. Mình sẽ nhảy đảo dừa. Vâng, đảo dừa có ai không anh nào? Radar quẹt không có ai anh em ơi. Ok thì ta tung hoành đảo dừa thôi anh em. Anh em nên nhớ mình nhảy dù mình cán khoảng cách nhảy sao cho hợp lý nha. Nhảy dù mà lúc vừa xuống quan trọng lắm đấy. Anh em nhảy sai là thua liền đấy. Trận này thì đảo dừa không có người nên mình với PK đi thoải mái nha. Ok, ta vào ta lút ít đồ thôi anh em ơi. Kiếm khẩu súng mà thích nhất của mình ấy, khẩu súng trường thích nhất của mình đó là khẩu Famatic. Khẩu Famatic, thực chất khẩu Famatic là khẩu súng trường mạnh nhất đây anh em ạ. Nó có một ưu điểm đó là mình bắn viên thứ 3 thì đam của viên thứ 3 ấy nó sẽ những đôi lên. Với cái khẩu súng Famatic của mình ấy, cái viên thứ 3 nếu mà anh em không mang giáp ấy là đam của nó là 51. Bởi vậy anh em chỉ cần nhấp tay 3 phát là nó gục luôn rồi à. Mình không cần kéo đâu đâu anh em à, Famatic không cần kéo đâu đâu. Mình chỉ cần bắn hiệu quả dính người thôi. Nhưng mà khẩu Famatic ấy, nếu mà anh em chưa biết chơi thì tôi có thể chỉ anh em chơi. Nếu anh em nào chưa biết chơi thì hãy comment ở bên dưới, mình sẽ quay một video chỉ anh em chơi Famatic, đảm bảo với anh em một khi anh em đã biết chơi thì anh em sẽ bị ghiêng đấy. Nếu có khẩu Groya và khẩu Famatic thì tôi sẵn sàng bỏ khẩu Groya ra để lại khẩu Famatic đây anh em à. Còn về phần súng gần thì anh em, tôi khuyên anh em nên sử dụng khẩu shotgun 2 viên hoặc khẩu UMP nếu mà có skin, còn không thì khẩu MP40 nha. Những khẩu đó thì khả năng bắn gần rất là tốt, linh hoạt. Giữa khẩu shotgun 2 viên và khẩu shotgun 6 viên thì tôi thích khẩu shotgun 2 viên hơn, tại vì cái khẩu đó nó bắn xa tốt. Thứ hai nữa là nó di chuyển linh hoạt. Với thứ ba nữa là cái đạn của nó chùm lại, nó không bị tòe ra ấy. Anh em mà có skin khẩu shotgun 2 viên thì quá là tuyệt vời rồi. Hồi xưa cái khẩu shotgun của tôi đang xài ấy, là tôi quay 800.000 chưa ra đây anh em à. Game Free Fire này đúng chất hụt máu luôn anh em à. Có nhiều đứa nó nạp vào 1 triệu, 2 triệu quay trả ra cái mẹ gì luôn anh em à. À, mình có khẩu Famatic rồi anh em nha. Đủ combo của mình luôn rồi. Bây giờ mình loot ít đồ nữa rồi mình đi săn luôn anh em nha. Xuống đây loot ít đồ nữa rồi mua giáp, mua ít bông keo rồi ta đi săn luôn. Rồi, ta vào đây ta mua một cái ba lô, một cái giáp ba và ít bông keo. Rồi, đi săn thôi PK ơi. Này giờ mãi nói chuyện nên chưa có pha giao tranh nào gây cần làm cho anh em xem bị nham chán. Thôi ta đi qua bên kia ta quất luôn PK. Rồi ta đi lên trên kia thôi anh em ơi. À có địch anh em ơi. Có một team đang cứu này PK ơi. Qua diệt luôn này. À mày cứu hả? À nửa vòng PK ơi. À tôi lấy góc này tôi bắn này. Anh em xem tôi bắn Famatic này. Đấy thấy chưa? Có xài viên nào đâu. Đẳng cấp Famatic, đẳng cấp thế giới nha anh em, không đùa đâu nha. Anh em nào muốn học cách bắn Famatic giống như tôi ấy là sắp ba lô lên về miền Trung, tôi sẽ bay cho anh em về miền Trung ngập lụt liên tục. Mùa này gặp mùa lụt nữa anh em ơi, chán lắm, miền Trung chán lắm anh em à. Năm nào cũng lụt. À có người ở nhà nhu lồ nữa anh em ơi, hai thằng. À má bắn ghế đi, gục một anh em ơi, gục một gạt luôn. Rồi ta qua ta xử thằng này luôn nè. À PK bị bắn. Rồi PK xử luôn được không? Hay quá, PK bằng headshot luôn. PK là một trong những thành viên bằng cũng khá là tốt ở cung đoàn mình đấy anh em nha. Thanh niên này là mình đi ghép ngẫu nhiên, xong là gặp thanh niên PK này. Rồi thanh niên PK này xin vào chơi rồi cuối cùng là xin vào cung đoàn mình luôn. Cũng là một cái duyên anh em à. Mình làm clip xong người ta vô,
người ta thấy vui vẻ, người ta thấy hợp, rồi người ta xin vào công đoàn luôn anh em ạ. À, điển hình như thằng PK này và một số anh em khác nữa, một số anh em tôi ghép thì giới anh em bằng thấy hợp và vui vẻ thì anh em xin vào công đoàn thôi. À, thông lùng có người anh em ơi, xuống ta xúc luôn anh em ơi. À, cứu hả, mày hôm nay ăn rồi cứu miệt nha. Thằng học PK hay sao ấy, PK là thành gục mà, mỗi trận là gục trăm lần ấy. Rồi trên trời chết xem trên trời có người không anh em ơi. À, có nhảy dù này thì nhảy dù bay bằng rực dù bằng rắc cuông luôn anh em ơi. Vợ mồm chưa anh em. À, ảo chưa kìa, 180 gục chưa, đám ảo thực chứ, nhảy xuống bằng 148 máu đèo chết chứ anh em kìa. Game này càng ngày càng lỗi nha. À, chỉ có người ở cái nhà xăng. Rồi tôi chạy chỗ qua bên này nha, có bông keo ở nhà xăng kìa anh em ơi, cây xăng ấy. Rồi tôi chạy chỗ qua để tôi giết luôn. À, chờ nó ra là tôi bực nhầm lên tôi bằng này đó. Cái này đục kéo luôn anh em đó, hay quá. PK giết rồi. À, thêm một thằng nữa. Đối với những trường hợp mà được chạy ngang ấy, anh em dí tâm theo chứ đừng có bực nhầm như vậy. Này tôi bực nhầm là theo thói quen thôi chứ thực chất ấy, nó chạy ngang anh em cứ dí tâm theo dính bao bụng viên rồi anh em táp nhầm lại là nó dính. Chứ anh em nhấp nhảy như vậy nó dính một viên à, nhưng mà pha mất ít là cái viên thứ ba nó mới có tác dụng. Bởi vậy anh em nhấp nhả như vậy cái viên thứ ba nó có dính đâu, nó còn khó chết nữa. Rồi ta vào thung lũng ta kiếm có thứ có ai không anh em ơi, khả năng thung lũng nhiều đây anh em à. Đi 2-4 mà trận này khá là nhẹ anh em à. Tụi này nó đi trộn hay là đi sao, hay nó trộn giò hay là nó đi nhậu rồi hay sao ấy, tìm chả thấy ai luôn. Nãy giờ đi lẹ tè vài thằng à. Thôi kiếm mua ít đồ đã anh em ơi. Thôi ta chạy bò trên cổng trời anh em à. Đi lên cổng trời chết mấy thằng chạy ngoài bò vô à. Anh em lưu ý nha, khi ta giao tranh ấy, ta ưu tiên đứng trên đồi, vì đứng trên đồi bắn xuống ấy dễ vỡ đau hơn, chứ đứng ở dưới bắn lên là nó mất lợi thế lắm. Thôi ta chết coi trên cổng trời có ai không. À, tôi nghĩ khả năng địch nó nằm ở dưới tháp đồng hồ rồi anh em ơi. Mình chạy mình chết trên cổng trời để hồi lạc nữa mày. Tụi chạy ngoài bò vô ấy nó kẹp mình ở giữa là mình chết đấy anh em à. Bởi vậy mình chết mấy cái tụi ngoài bò đó, ngoài bò nó còn người này anh em à, gục một nè. Rồi còn xung quanh đây còn người anh em nha. Đấy anh em thấy chưa, nếu mà không chết bên ngoài ấy là mình vào ở giữa ấy là nó kẹp xung quanh ấy, nó kẹp sau lưng và trước mặt ấy, là kiểu như bánh mì kẹt thịt ấy, là anh em dù có tài giỏi như thế nào cũng chết à. Chụp 10 quả keo nó đục cũng hết à. Rồi mình xem cái thỉnh có gì không. Bom keo Groya thấy không anh em, thấy có Groya nhưng mà tôi không cầm, tôi vẫn cầm format ít nha. Format ít nó mạnh lắm anh em à, nó bằng nhanh nữa. Với khả năng móc của tôi thì tôi bằng khá là nhanh. À, bom keo ha, giật bom keo. À, thanh niên này bom keo nhiều đấy, đục keo luôn anh em. À, trên cho có người, trên cho gục một nữa nè. Rồi đoạn này cái máy của tôi hơi lạc này. À, được. Đấy, gục hai. Rồi trên choi còn một. Rồi trên choi nhảy xuống anh em ơi. Đấy, giết luôn. À, mày lắc anh em à. Đó, dừng keo à. Bơm ít máu đã anh em ơi. Tôi nghĩ trên choi vẫn còn một thằng nữa. Này nó cần mới cứu sống à. Các bạn gục 3 mà mày chết 2 à. Còn một thằng ở trên nữa anh em ơi. Rồi đó, thấy chưa, trên choi vỡ mồm nha. Rồi còn 3 thằng nữa thôi anh em ơi. Tính ra trận này cũng nhẹ, chắc khả năng ghẹp trận dễ đấy anh em à. Nhưng mà không sao, 2-4 vẫn là đẳng cấp rồi. Rồi tôi lấy ra đá tôi quẹt này, quẹt xung quanh xem nó ở đâu này. À, khả năng ở các cái chòi ở dưới đấy. 2 thằng nữa, còn 2 thằng thôi anh em ơi. 2 thằng. À, chạy lên. Đã thấy chưa, anh em thấy nó chạy ngang là tôi bắn 3-4 viên rồi. Để nó có cái viên thứ ba nó mới đam được cao chứ. Anh em nhấp nhà là nó đam nó không cao đâu nha. Rồi còn một thằng biết tăng. Rồi thấy chưa, Một máu. Thôi PK ăn rồi. Trận này cũng khá là nhẹ nhàng anh em nha. Thôi clip dừng tại đây anh em nha. Anh em hãy cho mình một like, một share và còn một subscribe nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình. Bye bye.